iPhone 14 Pro Max của anh có bị ám màn hình không? Không. Thế iPhone của anh có bị burn-in không? Không bị đâu. No. Thế iPhone 14 Pro Max 512GB của anh có bị hỏng màn hình không? Hỏng là hỏng nào? Cập nhật tình hình sử dụng iPhone 14 Pro Max ở những người xung quanh mình thì gần như là họ vẫn chưa có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà ở một quốc gia láng giềng, một củ giềng rất to, thì họ đã than phiền ở trên mạng xã hội WeChat rằng rất nhiều người sử dụng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max đang bị cháy. Ý mình là bị burn in màn hình. Always On Display là một trong những tính năng xuất hiện ở trên iPhone 14 dòng Pro. Và khi sử dụng tính năng này thì những chiếc iPhone 14 Pro và 14 Pro Max ở thị trường Trung Quốc thì đã gặp hiện tượng đó là lưu ảnh màn hình. Ngay cả khi họ bật với ứng dụng khác thì phần giờ vẫn được hiển thị dưới dạng bóng mờ. Đáng lo ngại hơn đó là tình trạng này cũng xuất hiện ở trên Dynamic Island. Ảnh thì các bạn có thể xem ở đây. Khi mà sử dụng cùng lúc một hoặc là hai ứng dụng ở trên Dynamic Island thì tình trạng này sẽ dễ gặp phải hơn, bởi vì khi đó thì phần diện tích hiển thị của Dynamic Island sẽ được lan tỏa sang hai bên. Thông thường thì máy sẽ gặp tình trạng là bị bóng mờ sau một thời gian dài mà màn hình OLED đã qua sử dụng. Thế nhưng cá biệt là có một trường hợp ở Trung Quốc, chỉ sau một tháng sử dụng thì phần Dynamic Island đã bị bóng mờ. Khó hiểu. Đen thôi, đỏ quên đi. Hiện tại thì Apple họ vẫn chưa có một cái động thái gì cho cái việc là lỗi màn hình ở trên iPhone 14 Pro Max. Thế nhưng mà theo một vài nguồn tin mà mình tìm hiểu được thì những người ở bên Trung Quốc, những người dùng ở bên Trung Quốc họ đã được thay mới màn hình nhờ chính sách của Apple Care Plus. Và trước đó, nếu như các bạn còn nhớ, thì ở trên iPhone 14 Pro Max của chúng ta nó đã gặp một cái lỗi đó là bị sọc màn hình. Và Apple thì họ cũng đã thừa nhận cái lỗi này. Họ đưa ra một cái bản vá là iOS 16.3 để mà sửa những cái lỗi đó. Tuy nhiên thì chỉ khoảng chưa đầy một tháng thì chúng ta lại phát hiện ra một cái lỗi mới ở trên phần Dynamic Island. Thế cho nên rằng có lẽ đó là một tính năng chứ không phải là lỗi nữa đâu. Và để mà giảm thiểu cái tình trạng này thì có một vài tip mà các bạn cần phải biết. Đầu tiên nhá, tắt cái Always Display đi. Không thấy được cái gì cả, chỉ thấy lỗi với cả tốn pin thôi. Tiếp theo là bạn không nên để một bức ảnh tĩnh quá lâu ở trên màn hình. Khi đó thì các pixel nó sẽ dễ bị hỏng và nó sẽ dễ bị sáng hơn các pixel ở xung quanh. Và cuối cùng là đừng để màn hình tiếp xúc với lửa hay là nhiệt độ cao. Vứt đi luôn đấy.